Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình tối nay, thứ 6 ngày 24 tháng 3 có những nội dung đáng chú ý. Khởi công cụm công nghiệp Nghĩa Dân Phạm Ngũ Lão, cụm công nghiệp tập trung hiện đại của tỉnh Hưng Yên. Triển khai nhiệm vụ quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo quý 2 năm 2023. Đại hội Hội Truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên. Nhân ngày Thế giới phòng chống lao, chương trình có phóng sự Hưng Yên nỗ lực chấm dứt bệnh lao. Công an Hưng Yên triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá với lượng tiền giao dịch hàng trăm tỷ đồng. Sáng nay, Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức lễ khởi công dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân. Dự lễ khởi công có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện sở ban ngành, đoàn thể tỉnh và lãnh đạo các huyện Ân Thi, Kim Động. Cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân rộng 75 ha thuộc địa bàn 3 xã Nghĩa Dân, Phạm Ngũ Lão của huyện Kim Động và Đặng Lễ của huyện Ân Thi, chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh, tổng mức đầu tư dự án trên 900 tỷ đồng. Dự án được thực hiện theo 3 giai đoạn, bao gồm giai đoạn chuẩn bị và thực hiện đầu tư. Giai đoạn 3 được tính từ quý 1 năm nay, đây là giai đoạn quản lý khai thác dự án. Dưới sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân, thì chủ đầu tư cũng đã nỗ lực để đẩy nhanh các tiến độ về công tác chuẩn bị đầu tư. Đến nay thì cũng đã đủ theo quy định để thực hiện khởi công dự án. Và trên cái chủ trương chung của về thu hút đầu tư phát triển công nghiệp và kết cấu hạ tầng, thì nhận thấy đây là một cái lĩnh vực rất là quan trọng và thu hút. Thế nên là công ty cũng đã chú trọng để tập trung đầu tư. Và trong thời gian tới thì công ty sẽ tập trung nhân lực vật lực để đẩy nhanh tiến độ dự án, đẩy nhanh xây dựng kết cấu hạ tầng khung của dự án. Sau đó thì sẽ phấn đấu để lấp đầy càng sớm càng tốt và nhanh nhất có thể, và sẽ phấn đấu để đảm bảo cái tiến độ xây dựng mà đã được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định giao. Mục tiêu của dự án cụm công nghiệp Phạm Ngũ Lão, Nghĩa Dân là đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật cảnh quan đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định, phục vụ di dời đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, tăng thu ngân sách cho địa phương. Các lĩnh vực đầu tư chủ yếu trong cụm công nghiệp là các ngành nghề nhẹ, công nghiệp sạch bao gồm sản xuất gia công giày dép may mặc, sản xuất gia công cơ khí chế biến nông lâm sản, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ và các loại hình công nghiệp điện tử, công nghiệp hỗ trợ ô tô, kho bãi hàng hóa, công nghiệp công nghệ sạch. Đồng chí Trần Quốc Văn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên biểu dương sự nỗ lực của các cấp các ngành và của Công ty Cổ phần Xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện dự án. Đây là cụm công nghiệp dẫn đầu trong công tác chuẩn bị đầu tư bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc khởi công dự án đã cụ thể hóa chủ trương của tỉnh là đẩy mạnh các khu cụm công nghiệp. Ngay từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026, khi mà tỉnh thành lập 26 cụm công nghiệp với diện tích khoảng gần 2.000 ha, thế nhưng mà hầu như là chưa có doanh nghiệp nào khởi động, hoàn toàn là mới chỉ bắt đầu thăm dò rồi nghiên cứu và cũng chỉ để đấy để xem thị trường nghe ngóng có làm không. Nhưng với chủ trương của tỉnh thì rất ưu ái, ưu tiên những doanh nghiệp mà có năng lực đầu tư thực sự về tỉnh thì tỉnh chào đón bằng mọi biện pháp ưu tiên nhất và cùng đồng hành chia sẻ, nhưng phải có điều kiện. Tức là các doanh nghiệp khác thì có thể thành lập từ năm 2020-2021, tức là thành lập các cụm công nghiệp. Nhưng với năm hai đầu năm 2022 thì tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh là có chủ trương là sau 12 tháng, tức là không quan tâm đến thời thành lập năm nào mà không giải phóng được mặt bằng thì có thể thu hồi dự án. Chính vì lý do đó mà các cụm công nghiệp của tỉnh ta là chúng ta triển khai rất là tốt. Đặc biệt thế nổi lên, các doanh nghiệp nào có năng lực đầu tư thực sự thì các doanh nghiệp sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các bước tiếp theo. Và đến ngày hôm nay thì có thể nói là trong tập đoàn Công ty Bảo tàng Xây dựng Hồ Chí Minh cũng là một trong những công ty có năng lực. Thì ngày hôm nay với sự phấn đấu của công ty, với cái điều kiện của tỉnh ràng buộc và với sự quyết tâm của doanh nghiệp thì đến ngày hôm nay là chúng ta đã khởi công cái cụm công nghiệp đầu tiên trong 26 cụm công nghiệp sau cái buổi lễ khởi công ngày hôm nay. Thì tới đây tỉnh sẽ tiếp tục khởi công các cụm công nghiệp tiếp theo và phấn đấu năm 2023 này
thì chúng ta có thể khởi công được khoảng gần 10 cụm công nghiệp nữa. Khi mà các cụm công nghiệp được khởi công và xây dựng thì cái điều kiện để thu hút các cái doanh nghiệp đầu tư thì nó sẽ mang lại 3 lợi ích. Thứ nhất đó là lợi ích nhà nước, thứ hai là lợi ích của doanh nghiệp và thứ ba là lợi ích của người dân. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn nhấn mạnh, với vị trí địa lý hết sức thuận lợi, nằm trên trục đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và cầu rẽ Ninh Bình, cụm công nghiệp được thiết kế đồng bộ hiện đại sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất, thu hút các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp sạch, các loại hình công nghiệp điện tử, đặc biệt các ngành nghề thân thiện với môi trường, có hàm lượng kinh tế cao, đóng góp nhiều ngân sách cho tỉnh. Đây được xem là điểm sáng thu hút FDI công nghiệp cho tỉnh Hưng Yên. Đồng thời tạo đà phát triển mạnh về công nghiệp nhẹ, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao gắn với du lịch sinh thái. Dự án sẽ thu hút nguồn nhân lực dồi dào do xung quanh tập trung nhiều khu dân cư đông đúc như Thái Bình, Hải Dương. Các trường đại học lớn từ các thành phố Hải Phòng, Hà Nội có khả năng tuyển dụng nhân công chất lượng cao, chi phí hợp lý. Là công ty cổ phần đầu tư xây dựng Bảo tàng Hồ Chí Minh được tiếp tục tập trung nỗ lực hơn nữa đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, đặc biệt là dự án có vốn đầu tư lớn, công nghệ hiện đại, thân thiện môi trường để tạo điều kiện và phát triển bền vững lâu dài. Đây là một nội dung rất là quan trọng. Khi mà chúng ta đã làm tất cả các bước theo quy định đã xong và tiếp tục phải xây dựng cơ sở tầng. Nhưng mà trên cơ sở này thì cũng là điều cần chưa đủ, cần phải đắp đầy trong một thời gian sớm nhất. Thì riêng nội dung này thì chính quyền địa phương, tức là tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, chúng tôi cũng sẽ cam kết và đồng hành với doanh nghiệp trong công tác là xúc tiến đầu tư để làm sao mà các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước có điều kiện và sớm nhất để về Hưng Yên tham gia sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho thứ nhất là nhà đầu tư được phát huy hiệu quả và thứ hai là đóng góp là nguồn ngân sách lớn cho tỉnh và thực hiện các cái công tác an sinh xã hội. Và chính quyền địa phương của chúng tôi thì luôn luôn cam kết là sẽ đồng hành và chia sẻ cùng doanh nghiệp. Và qua đây thì tôi cũng yêu cầu là các chính quyền các cấp và địa phương thì cũng ủng hộ và chia sẻ và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, đặc biệt là những khó khăn liên quan đến công tác an ninh trật tự xã hội rồi mọi các vướng mắc khác trong quá trình tham gia sản xuất kinh doanh, thì kịp thời báo cáo với chính quyền các cấp theo thẩm quyền để cho ta cùng hành, đồng hành và chia sẻ và giúp cho doanh nghiệp làm sao mà có hiệu quả đầu tư sản xuất kinh doanh tại Hưng Yên với một cái hiệu quả cao nhất. Sau phát biểu chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và chủ đầu tư đã thực hiện nghi lễ khởi công dự án. Cũng trong sáng nay, tại trụ sở tỉnh ủy, Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Dự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Trong quý 1 năm 2023, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả và đi vào chiều sâu. Dân chủ đại diện được phát huy, dân chủ trực tiếp được mở rộng, phương châm, dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, được cụ thể hóa trên nhiều lĩnh vực ở cơ sở. Qua đó đã góp phần phát huy được vai trò, sức sáng tạo của nhân dân, tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ công chức, đảng viên ở khu dân cư, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai các dự án trên địa bàn. Thời gian qua, Hưng Yên đã xây dựng và duy trì được 1.565 mô hình, điển hình dân vận khéo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Với nhiều hình thức phong phú, nội dung thiết thực, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và nhận thức của các ủy chính quyền các cấp, các ngành đối với công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo đã có sự chuyển biến rõ nét, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Từ thực tiễn đã xuất hiện ngày càng nhiều tập thể cá nhân, tấm gương điển hình tiên tiến. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Quốc Toản nhấn mạnh thời gian qua, công tác nắm tình hình nhân dân và tham mưu đề xuất các phương án giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân ở một số nơi còn hạn chế, gây bức xúc cho người kiến nghị, chế độ thông tin, báo cáo của một số cơ quan, đơn vị còn chậm. Một số nơi còn chưa mạnh dạn tiếp cận những công việc mới, việc khó và nhạy cảm như giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường. Để việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào thi đua dân vận khéo tiếp tục lan tỏa, mang lại hiệu quả cụ thể trong thời gian tới, đồng chí đề nghị. Để làm sao dân chủ thực sự ở cơ sở. Thế do vậy là chúng ta thực hiện là gì? Hai chiều thông tin. Một là thông tin của Đảng, của nhà nước xuống, các chủ trương chính sách hết sức và chính xác. Hai đó là phải tiếp cận lấy thông tin của người dân phản ánh đến các cơ quan công quyền, chúng ta cũng phải hết sức chính xác.
và kịp thời để chính chúng ta phải xử lý cái vấn đề của người dân. Có như thế thì mới ổn định, thì thực hiện cái dân chủ ở cơ sở chúng ta mới là công khai, minh bạch và công bằng. Chúng ta xây dựng được mô hình dân vận khéo nhưng phải nhân rộng được mô hình ra, và cái mô hình nó phải sống động trong cộng đồng dân cư. Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh tỉnh vừa tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2023-2028. Về dự có đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh Việt Nam. Hội truyền thống Trường Sơn, đường Hồ Chí Minh, tỉnh Hưng Yên hiện có trên 3.000 hội viên sinh hoạt tại 10 huyện thị xã thành phố. Nhiệm kỳ 2017-2022, hội đã phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thường xuyên giúp đỡ những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật, các gia đình là nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, hội đã vận động xây dựng nhà tình nghĩa với số tiền gần 400 triệu đồng, tặng quà dịp lễ Tết gần 400 triệu đồng, tặng cho các tỉnh bị lũ lụt thiên tai với 500 đồ sách, 2.000 bộ quần áo, 100 thùng mì và 25 triệu đồng, đóng góp trên 200 triệu đồng cùng tỉnh chống dịch COVID-19. Một số hội viên tích cực tham gia công tác xã hội ở địa phương và vận động gia đình, người thân thực hiện nghiêm các quy định của chính quyền địa phương. Đại hội đã bầu ra 23 đồng chí vào ban chấp hành nhiệm kỳ 2023-2028. Đồng chí Phan Văn Mười, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn đường Hồ Chí Minh tỉnh khóa 2, tiếp tục được bầu là Chủ tịch Hội khóa 3 nhiệm kỳ 2023-2028. Nhân dịp này, Trung ương Hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển tổ chức hội nhiệm kỳ 2017-2022. Sáng nay, Ngân hàng Bản Việt chính thức khai trương đơn vị đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên, Bản Việt Hưng Yên, nâng tổng số điểm kinh doanh của Bản Việt lên 110 đơn vị tại 31 tỉnh thành trên cả nước. Ngân hàng Bản Việt Hưng Yên có địa chỉ tại số 575 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, với chiến lược kinh doanh bán lẻ phục vụ cộng đồng người dân và doanh nghiệp SME tại các địa bàn trọng điểm, dựa trên các trụ cột là linh hoạt, địa phương hóa, hiện đại hóa. Trong thời gian qua, Ngân hàng Bản Việt đã liên tục mở rộng hiện diện tại nhiều tỉnh thành để cung cấp các giải pháp dịch vụ ngân hàng linh hoạt, hiện đại, phù hợp với cộng đồng dân cư, doanh nghiệp SME nơi Bản Việt hoạt động. Ngân hàng Bản Việt được thành lập năm 1992, trải qua 30 năm phát triển, đã và đang tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường tài chính và mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông. Với định hướng tăng trưởng bền vững chất lượng dựa trên nền tảng đã xây dựng được, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong giai đoạn chiến lược 2021-2023 của mình, trong năm 2022, ngân hàng vinh dự đón nhận 4 giải thưởng quốc tế: ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất, ngân hàng số có nhiều cải tiến nhất và ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam, cùng hàng loạt các giải thưởng uy tín trong nước. Đến nay, tỉnh đoàn đã tổ chức được 38 lớp tập huấn về khởi nghiệp, lập nghiệp cho gần 6.700 thanh niên tham gia và đã xây dựng được 12 mô hình khởi nghiệp của thanh niên. Tiêu biểu như các mô hình trồng thanh long đỏ tại xã Vĩnh Xá, huyện Kim Động, nuôi gà lai Đông Tảo tại xã Đa Lộc, huyện Ân Thi, nuôi chim bồ câu Pháp tại xã Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào, nuôi thỏ New Zealand tại xã Tống Chân, huyện Phù Cử, mô hình nuôi bò thịt tại xã Phù Ủng, huyện Ân Thi. Bên cạnh đó, tỉnh đoàn đã sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay từ Trung ương Đoàn Thanh niên gần 2 tỷ đồng và phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hưng Yên hỗ trợ vay ưu đãi cho thanh niên khởi nghiệp với số vốn 1.000 tỷ đồng. Tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp 2 năm một lần và đã tìm được nhiều mô hình hay tiêu biểu như dự án ứng dụng công nghệ blockchain trong thương mại điện tử của anh Trần Văn Trường, dự án sản xuất càng máy giặt của anh Vũ Văn Lộc. Bệnh lao là một trong những căn bệnh truyền nhiễm giết người nguy hiểm nhất thế giới. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính mỗi ngày có hơn 4.100 người tử vong vì bệnh lao và gần 28.000 người mắc bệnh. Tuy nhiên, kể từ năm 2000 đến nay, cũng đã có khoảng 66 triệu người được cứu sống thông qua những nỗ lực toàn cầu nhằm chống lại bệnh lao. Phóng sự thực hiện nhân kỷ niệm Ngày Thế giới phòng chống lao 24 tháng 3. Chủ đề Ngày Thế giới phòng chống lao của Việt Nam năm nay là Việt Nam chiến thắng bệnh lao, nhằm thể hiện quyết tâm cao của cộng đồng trong cuộc chiến đẩy lùi bệnh lao. Những năm qua, thông qua các hoạt động phòng chống COVID-19, người dân đã có ý thức hơn về công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong đó có bệnh lao. Đây chính là cơ hội để Việt Nam nói chung và Hưng Yên nói riêng thực hiện mục tiêu từng bước chấm dứt bệnh lao. Năm 2022, chúng tôi đã thực hiện trên 4 huyện trong tỉnh, gồm các chiến dịch HX, gồm X-Quang và X-Pớt.
X-quang thì là chúng tôi phát hiện các cái bệnh nhân có cái tổn thương trên phim phổi. Còn expert thì chúng tôi làm công nghệ gen, thì cái xét nghiệm expert thì nó sẽ cho hai câu trả lời. Câu trả lời thứ nhất là có bị lao không, thứ hai là có bị kháng thuốc không. Thì hai xét nghiệm này, hai xét nghiệm miễn phí, thì đây là một cái thuận lợi để chúng tôi đến tận các cơ sở và các cái vùng mà nghi lao để phát hiện cho bệnh nhân, để bệnh nhân không hề có những cái chi phí tốn kém gì. Thì đây là một cái biện pháp mà bệnh viện từ trước này cũng làm để là giảm cái phát hiện bị bác lao trong toàn tỉnh. Những năm qua, hoạt động phòng chống lao tại Hưng Yên được lồng ghép vào hệ thống y tế chung, hiện đã bao phủ rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh. Theo số liệu của Bệnh viện Phổi tỉnh, trung bình mỗi năm, bệnh viện phổi phát hiện khoảng 850 bệnh lao các thể, tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 94%. Với bệnh nhân lao mới có bằng chứng vi khuẩn học, tỷ lệ điều trị thành công đạt trên 95%. 100% bệnh nhân lao của tỉnh được phát hiện đều quản lý điều trị theo đúng phác đồ điều trị của Bộ Y tế. Bây giờ bệnh nhân đã được tiếp xúc các cái thông tin và bệnh nào để người ta có những khi có các triệu chứng thì người ta đến khám và điều trị sớm. Thứ hai đó là công tác tuyên truyền ở bệnh viện đã tuyên truyền cho các bệnh nhân, một đó là các bệnh nhân đang điều trị lao và đã điều trị khỏi để về có thể hòa nhập với cộng đồng, và thứ hai là phòng tránh lây nhiễm cho các bệnh nhân khác. Thứ ba đó là các bệnh nhân tiếp xúc với người tiếp xúc với cả những bệnh nhân lao thì có thể thường xuyên đi khám kiểm tra để phát hiện nếu mà có bị bệnh lao thì có thể điều trị sớm nhất có thể. Hiện tại thì với cái lượng bệnh nhân điều trị lao thì càng ngày càng giảm đi. Xuống đây thì bác sĩ mới khám mới chuẩn đoán là ra bệnh lao thôi. Bác sĩ tư vấn cho là nói chung là mình không sợ, vì bác sĩ bảo cái bệnh này là chữa được. Tuy nhiên, sự kỳ thị của một bộ phận người dân vẫn là rào cản tâm lý khiến nhiều người ngại tiếp cận xét nghiệm bệnh lao. Cán bộ làm công tác phòng chống lao tuyến huyện, xã luôn thay đổi hoặc phải kiêm nhiệm nhiều chương trình, đã ảnh hưởng không nhỏ tới việc phát hiện bệnh nhân lao tại cộng đồng. Nhằm góp phần thực hiện thành công mục tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2030, thời gian tới, Hưng Yên tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ khám, phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân chủ động tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám sàng lọc, giúp phát hiện bệnh kịp thời để điều trị khỏi hoàn toàn, đẩy lùi nguồn lây mới trong cộng đồng. Các phòng nghiệp vụ điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến trên trang mạng bóng88.com với quy mô lớn do Trần Duy Khương, sinh năm 1978, ở phường Thịnh Quang, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội cầm đầu. Quá trình điều tra xác định từ năm 2015, Khương đã sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super để tổ chức đánh bạc trên trang mạng bóng88.com với giá cược 7.000 đồng trên điểm. Từ tài khoản này, Khương chia nhỏ thành các tài khoản và giao cho Nguyễn Hoàng Hiệp, sinh năm 1989, ở thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, với giá 11.000 đồng trên điểm. Sau đó, Hiệp chia thành các tài khoản cấp độ khác giao lại cho Nguyễn Đức Hùng cùng quê. Khi bị phát hiện, các đối tượng nhanh chóng xóa, khóa nội dung đánh bạc trên mạng, tẩu tán tài liệu gây khó khăn trong hoạt động trinh sát, xác minh của lực lượng công an. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ một xe ô tô và các vật dụng, tài liệu có liên quan. Quá trình điều tra ban đầu xác định Trần Duy Khương giao dịch với số tiền lớn từ trước đó, riêng từ tháng 12 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023 là trên 300 tỷ đồng. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng điều tra mở rộng vụ án. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Mỹ đã điều tra và xác định Lê Viết Oánh, sinh năm 1970, trú tại thị trấn Yên Mỹ, là đối tượng trộm cắp tài sản của gia đình chị T ở cùng thôn. Tại cơ quan điều tra, Oánh khai nhận do ở cùng thôn nên quan sát giờ giấc sinh hoạt của nhà chị T. Ngày 22 tháng 3, Oánh thấy cổng nhà chị T đóng nhưng không khóa nên đã đột nhập, phá két sắt rồi lấy trộm một chiếc nhẫn, một dây chuyền vàng, 10 chỉ vàng và 24 triệu đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra đã thu giữ các tài sản mà Oánh trộm cắp được và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định.